Khi nói đến những cái quan trọng làm nên thành công của một bộ phim, người ta thường nhắc đến nội dung, nhân vật, hình ảnh và âm nhạc. Chúng ta thường đánh giá phim bằng cảm nhận. Chúng ta cảm thấy một cảnh phim nào đó hay, nhưng rất khó để giải thích hay chỗ nào, tại sao, hay ngoài những yếu tố chung chung như trên. Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng mình sẽ phân tích về một trong những thành phần tạo nên một cảnh quay, đó chính là quay phim. Cũng như ánh sáng, thiết kế, thu âm, biên tập, thì quay phim thường ít được để ý tới. Nhưng nếu nó không quan trọng, thì giải Oscar quay phim xuất sắc nhất có lẽ sẽ không tồn tại. Đó là việc ghi lại một loạt các hình ảnh chuyển động theo thời gian thông qua di chuyển máy quay theo nhiều cách khác nhau. Nói dễ hiểu hơn, tất cả những gì chúng ta xem trong một bộ phim đều đã được người quay phim thâu vào ống kính camera. Trong anime thì mỗi cảnh phim, từ cách sắp xếp đặt bố cục, chọn cỡ cảnh, góc nhìn, làm cho hình ảnh chuyển động, tạo chiều sâu trường ảnh, đều mang tính chất giống với việc quay phim thông thường. Nó chỉ khác biệt một điều lớn nhất là không có camera. Vì vậy, chúng ta quy ước rằng anime có máy quay vô hình. Quay phim liên quan đến nhiều yếu tố như cỡ cảnh, bố cục, ánh sáng, khoảng cách. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ giới thiệu hai mặt quan trọng nhất, đó chính là góc quay và động tác máy. Góc quay là góc nhìn từ máy quay với các chiều cân xứng với đối tượng được quay. Nó không chỉ quyết định cái gì sẽ xuất hiện trong cảnh đó, cách đặt máy hay trường nhìn, mà còn cả khán giả nhìn đối tượng xa hay gần, chủ quan hay khách quan, nhấn mạnh vào đâu. Mỗi góc quay đều có một lợi thế riêng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể được sử dụng hiệu quả trong anime. Quay phim ít khi được xét đến yếu tố phù hợp với hoàn cảnh, tâm trạng nhân vật, có những khi chúng ta không biết được đạo diễn muốn thể hiện cái gì, bởi vì góc quay của họ ngẫu nhiên và kỳ lạ. Ví dụ như, cảnh này cần thể hiện được cảm xúc của nhân vật, nhưng cách dùng góc máy cao không thấy rõ biểu cảm của khuôn mặt, hơn nữa đặt trong một không gian trống trải càng tạo cảm giác bé nhỏ, cô lập cho nhóm người. Nó đã thất bại trong việc làm nổi bật lên không khí vui vẻ của các học sinh nô đùa. Không thiếu cách để tạo nên một cảnh ecchi đẹp, thể hiện được đường nét và cơ thể quyến rũ của nhân vật nữ. Song nhiều khi anime lại lựa chọn những góc máy thấp, rất thô và vô nghĩa. Góc quay nghiêng quen thuộc nhất là miêu tả trạng thái say. Nếu như góc ngang là bình thường, thì góc nghiêng tạo cảm giác bất thường, khó chịu. Vì vậy nó ít khi được dùng, ngoại trừ để truyền đạt sự mất phương hướng, mất cân bằng, mất kiểm soát, sự tuyệt vọng hay cảm xúc mãnh liệt. Song nhiều đạo diễn sử dụng nó khá vô tư và tất nhiên là không hiệu quả rồi. Góc quay lệch làm cho bố cục thiếu hợp lý, cả bốn nhân vật đều bị dồn về một phía màn hình. Cái bảng chắc phải có vai trò gì quan trọng lắm mới chiếm nhiều diện tích như vậy. Cách quay này làm cho trống khung hình, phân tán trọng tâm của cảnh. Bản thân chiếc camera không chọn ai là chủ thể quan trọng cần nhấn mạnh, nhưng nó có thể thu lại những thứ chỉ có thể nhìn thấy bằng cảm nhận chứ không phải bằng mắt. Hầu hết các cảnh phim không chỉ đơn thuần nhằm kể, miêu tả, tường thuật sự vật sự việc nào đó, mà nó còn ẩn chứa thông tin và ý nghĩa hơn. Ví dụ ở cảnh trên, miêu tả một nhóm người đang vui chơi. Thông tin chúng ta nhận được có 5 người, một nam và bốn nữ. Họ mặc đồng phục, đang nắm tay nhau xoay thành vòng tròn, địa điểm là khu vực rộng rãi, xung quanh có bãi cỏ. Đó là nghĩa đen, cái nhìn được bằng mắt. Một người quay phim giỏi là người chuyển được nghĩa đen sang nghĩa bóng. Đó là những thứ trừu tượng không xuất hiện rõ ràng trên màn hình như cảm xúc, không khí, vẻ đẹp, mối quan hệ, tính biểu tượng. Anh ta có thể cho chúng ta thấy được tâm trạng phấn khởi của mỗi nhân vật, thể hiện được không khí vui vẻ, náo nhiệt, làm bật lên tình bạn khăng khít giữa họ. Anh ta truyền tải được một lượng thông tin lớn hơn, sâu rộng và đáng nhớ hơn, khiến cho khán giả thấy được phần chìm của tảng băng trôi mà một cách quay bình thường không thể nào đào sâu đến. Không phải người xem nào cũng đủ tinh tế để phát hiện ra những chi tiết đó. Vì vậy, những người quay phim giỏi biết cách khơi gợi đủ nhiều, làm cho mỗi cảnh phim tự bật lên nghĩa bóng một cách tinh tế, không gượng ép. Hãy xem cách xử lý của những đạo diễn khác trong việc khai thác lợi thế của mỗi cách quay phim, cùng một góc quay như trên, nhưng biết cách sử dụng lại đem lại hiệu quả đến không ngờ. Góc máy cao thể hiện sự đối lập giữa con người nhỏ bé và không gian trống vắng, làm tăng cảm giác cô độc. Cùng với đó, chiếc bóng, ẩn dụ mặt tối của con người được phóng đại lấn át chủ thể, miêu tả rõ nét dáng ngồi nặng nề, không cần nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Nhưng nhờ góc quay, ánh sáng và màu sắc, người xem vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng u ám và nỗi buồn của cô ta. Ngược lại, góc máy thấp làm tôn lên sự cao lớn, sững sờ của hàng rào. Nó trở thành một biểu tượng của sự chia cắt trong Giovanni Island. Góc quay nghiêng được sử dụng rất nhiều tạo cảm giác trông chênh, vô định như cuộc đời của nhân vật nữ trong Nor. Đây là một cảnh giết người. Sợi dây cà vạt của nạn nhân bị cô gái thắt cổ, nhưng không hề để lộ liễu hình ảnh nạn nhân. Cách quay nghiêng, tạo dựng không gian và màu sắc ấn tượng đã biến một cảnh phim tàn bạo trở nên giàu tính mỹ thuật. Đây là ví dụ về bố cục bất tương xứng được sử dụng đúng trong Fate Zero. Mặt đất chiếm diện tích lớn hơn trần nhà, nhân vật bị lệch về một phía khung hình, tất cả nhằm nhấn mạnh sức mạnh áp đảo. Ban đầu, hai nhân vật đứng cân bằng về hai phía, nhưng sau trận chiến thì Kirie đã thắng khi lấn át sân nhà của Kirisugu. Trên đây là một số góc quay cơ bản nhất theo vị trí đặt camera. Ngoài ra còn có các góc quay theo điểm nhìn.
đó là điểm nhìn khách quan và chủ quan. Tất cả các góc quay vừa được đề cập ở trên đều được nhìn ở ngôi thứ ba, có nghĩa là máy quay nằm ngoài câu chuyện, nó đóng vai trò là người kể chuyện, tường trình một cách đầy đủ và khách quan về toàn bộ diễn biến. Còn khi góc quay ở góc nhìn thứ nhất, camera đặt ở điểm nhìn của một nhân vật nào đó. Nói đơn giản hơn, nó chính là mắt của nhân vật. Anh ta thấy gì thì màn hình sẽ hiển thị cái đó. Vì vậy, góc quay này mang tính chủ quan và không khái quát được toàn bộ sự kiện. Một anime sử dụng cực kỳ nhiều góc quay thứ nhất là Akuno Hana, bộ phim kể về cậu học sinh Takao vô tình trộm đồng phục của một bạn cùng lớp và bị Nakamura bắt quả tang. Từ đó, cậu luôn bị cô ta khủng bố tinh thần. Khi đặt điểm nhìn ở nhân vật Takao, toàn bộ anime chính là thế giới khi được nhìn qua đôi mắt của cậu ta. Nó buồn tẻ, u ám và đầy bất ổn. Những cảnh quay phim chúng ta thường thấy nhất là khuôn mặt của Nakamura dí sát vào màn hình, tạo cảm giác ức chế và đáng sợ giống như Takao phải chịu. Đạo diễn thường lấy cận cảnh nhân vật từ vai và cổ trở lên, làm cho khuôn mặt chiếm gần một nửa khung hình. Vì vậy, mỗi khuôn hình trở nên chật hẹp và bí bách. Những góc quay như vậy đã tỏ ra hết sức hiệu quả trong việc miêu tả trạng thái tinh thần bất ổn của các nhân vật. Một cách quay thành công khác có thể kể đến như đoạn này. Đầu tiên, đạo diễn dùng máy quay cầm tay và đặt điểm nhìn ở Nakamura. Đặc điểm dễ thấy nhất ở cách quay này chính là màn hình rung lắc mạnh theo chuyển động của nhân vật. Nó thậm chí đã khiến nhiều người nôn nao khi theo dõi các cảnh chiến tranh giật lắc dữ dội trong The Hurt Locker. Rõ ràng, phương pháp này rất khó chịu. Trong cảnh này, nó làm tăng sự kịch tính và đáng sợ của hành động. Chúng ta chỉ nhìn thấy chiếc xô, còn mặt người đã bị che giấu, tạo cảm giác bị theo dõi, rình rập như thường được thấy trong phim kinh dị. Chiếc xô trở thành một chủ thể quan trọng và di chuyển theo bước đi rung lắc của nhân vật, dự báo về một sự cố bất thường. Cách quay phim này tạo nên sự căng thẳng và vội vã, hết sức bất ngờ. Khi số nước được đổ ụp xuống, anime đã tua lại nó 12 lần. Tuy nhiên, trong số đó chỉ đổi góc quay 4 lần, từ trên xuống, góc chéo phía trước, sau lưng, dưới chân, nhưng đổi cả cỡ cảnh, toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh, có nghĩa là một hành động được nhìn từ mọi chiều hướng, khoảng cách khác nhau. Tại sao đạo diễn lại làm như vậy? Theo dõi đầy đủ bộ phim, bạn sẽ hiểu được nhiều hơn tâm trạng của Takao khi đang hạnh phúc vô cùng bên bạn gái, thì bỗng nhiên có một sự cố từ đâu ập tới. Anh ta vốn dĩ là người tự ti và dễ bị áp lực khủng hoảng từ ngoại cảnh, không có bất cứ shot nào trong này hướng thẳng đến khuôn mặt của Takao. Chúng ta không thể thấy được biểu cảm của nhân vật, nhưng một số nước được đổ ập đến tận 12 lần đã thể hiện được sự sụp đổ cùng cực của anh ta, một dòng thác cảm xúc hỗn độn, sững sờ, trống rỗng, tủi nhục, tổn đau, tổn thương, đau đớn và tuyệt vọng. Góc quay theo điểm nhìn rất quan trọng, tuy nhiên các anime chỉ sử dụng góc nhìn thứ ba và ít khi thay đổi. Thực tế, nếu biết cách vận dụng nhuần nhuyễn các góc quay, nó sẽ tạo ra hiệu quả nghệ thuật rất lớn. Ví dụ như trong arc Kokoro của Aoi Bungaku series, đạo diễn đã đặt điểm nhìn ở hai nhân vật khác nhau, khiến cho trải nghiệm không gian và thời gian của người xem trở nên mơ hồ. Chúng ta không biết nên tin ai, nên đồng cảm với ai, câu chuyện nào mới là đúng. Hay trong Flag, thế giới được nhìn qua đôi mắt của nhân vật và ống kính máy quay. Hai điểm nhìn luân phiên xen kẽ lẫn nhau tạo nên nét độc đáo riêng cho tác phẩm. Một đạo diễn đã đưa cách sử dụng góc quay trở thành một phần phong cách kể chuyện bậc thầy, đó chính là Satoshi Kon. Ông liên tục trao đổi góc quay thứ nhất và thứ ba hết sức tài tình, khiến cho người xem dễ dàng bị lừa mà không nhận ra. Nhận thức thị giác của người xem trở nên chủ quan. Vì vậy, lời khuyên khi xem phim của Satoshi Kon là đừng tin vào mắt mình. Nhưng chúng mình sẽ phân tích một cảnh quay đơn giản hơn trong anime của ông. Nó hoàn toàn không có tác động máy quay, chỉ cần có góc quay, vị trí đặt máy khéo léo cũng đủ để khiến cho cảnh phim này trở nên đặc biệt. Cảnh này trong Perfect Blue khá giống với cảnh giết người kinh điển trong Psycho, bởi vì chúng ta không thấy rõ ràng hung khí và cách nó đâm vào nạn nhân. Tuy nhiên, mục đích của cảnh quay này là khác nhau. Nếu Psycho dùng để tăng tính chất kịch liệt và kinh dị của cảnh chém giết, thì Perfect Blue bỏ qua hoàn toàn vấn đề giết người và nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật. Chúng ta không cần biết Mina giết ai, giết như thế nào, mà là tâm lý của cô trong tình huống này. Satoshi Kon đã dùng cách quay một bên và song song với chuyển động của Mina, góc quay này chỉ biểu lộ một nửa biểu cảm trên khuôn mặt. Vì vậy, nó thường được dùng để diễn tả sự mờ ám, hành động che giấu. Mina mà chúng ta thấy từ trước đến giờ chỉ là nửa sáng, chúng ta không hiểu hết về cô ta, không nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn cô đang bị che giấu. Điều tuyệt vời hơn trong cảnh này là cách thể hiện sự đối lập giữa Mina sáng và Mina tối trên phông nền hình ảnh từ máy chiếu của một Mina to lớn, xinh đẹp, trong sáng nhưng đang bị vấy máu. Có một khoảnh khắc mà hai Mina gần như song song hoàn toàn với nhau, ở đó, nét mặt dịu dàng trong ảnh càng trở nên đối ngược rõ nét với khuôn mặt đáng sợ khi giết người. Trong khi đó, chiếc bóng hằn rõ lên bức hình và lấn át so với người thật, ẩn dụ cho bóng tối trong tâm hồn đang nhấn chìm cô. Khi Mina cúi xuống, chiếc bóng gần như chưa làm đôi,
thể hiện hai nhân cách đang sống trong một con người. Nếu Alfred Hitchcock bắt tay với Walt Disney thì họ sẽ làm nên một bộ phim như thế này. Đó là lời khen cho sự tinh tế trong cách làm phim của Satoshi Kon. Nhiếp ảnh làm ngưng động thời gian, còn quay phim chuyển động cùng với thời gian sẽ rất nhàm chán nếu bạn xem một bộ phim hoàn toàn không di chuyển camera. Người quay phim biết rằng để mỗi cảnh phim hấp dẫn thì họ luôn phải linh động và sáng tạo. Tuy vậy, thực tế anime rất lười thực hiện các động tác máy quay. Những gì chúng ta thường thấy là các cảnh phim bất động, ngoại trừ môi nhân vật mấp máy hay trình chiếu slideshow hàng loạt ảnh tĩnh. Điều này cũng dễ hiểu vì chuyển động máy đồng nghĩa với việc vẽ lại toàn bộ không gian nhân vật theo một góc độ khác. Nó ngốn ngân sách một cách đáng kể và đòi hỏi nhiều công việc hơn cho cả key animator và in-betweener. Trong làm phim, có vô vàn cách di động máy quay, cơ bản nhất là zoom, lia và trượt. Nó đặc biệt rất ưa chuộng trong anime hành động. Nhiều đạo diễn xây dựng các cảnh chiến đấu bằng cách đảo góc quay, cắt cảnh, rồi giật màn hình, dùng lắc rất nhiều để tạo sự kịch tính dữ dội. Nhưng mình cho rằng đó là một phương thức quay phim nghèo nàn và thiếu sáng tạo để đánh lừa mắt người xem. Sự kịch tính có thể được tạo ra từ những cảnh quay tĩnh nhất, không nhất thiết là phải di chuyển máy nếu như nó không hiệu quả hơn so với đứng im. Dưới đây là một loạt các ví dụ cho việc sử dụng linh hoạt các động tác quay phim trong cảnh chiến đấu. Nếu bạn chưa biết thì Yu Yu Hakusho là một TV series ngân sách thấp với chất lượng art và animation rất tệ. Nhưng nhìn vào đoạn phim trên, không ai có thể nói rằng cảnh chiến đấu này là tệ cả. Những người làm phim ở đây có vẻ rất tiết kiệm tiền, cảnh nào không nhất thiết phải vẽ thì khỏi vẽ luôn. Bối cảnh là ở bệnh viện nhưng chỉ toàn ánh sáng đen và trắng, không hình dung ra được hình ảnh của bệnh viện. Hay khi Yusuke bị thương thì màn hình tối lại, bỏ qua khuôn mặt của nhân vật và chỉ vẽ một vết máu. Điều đáng nói ở đây là họ đã biến những bất lợi đó thành ưu thế của mình. Cách phối hợp sáng tạo giữa quay phim, ánh sáng và biên đạo đã làm nên một tổng thể đầy ấn tượng. Có thể nói đây là một phân đoạn chiến đấu hay nhất trong toàn bộ anime này. Đầu tiên, camera đặt ở góc thấp theo chuyển động của bác sĩ Kamiya và đặc biệt miêu tả khá rõ động tác tay. Máy quay lao nhanh về phía trước và nhấn mạnh được tốc độ cú đánh bất ngờ của anh ta. Trong khi đó, hướng máy trách về phía Yusuke diễn tả vẻ mặt sửng sốt, tư thế lúng túng, chưa sẵn sàng đánh trả. Ở đây, ánh sáng đen trắng tạo nên một khoảng không gian rất đặc biệt, có khi giống như chạy ngược về phía sau, có khi méo mó biến dạng, có khi thẳng tắp tùy theo cách quay phim và chuyển động của nhân vật. Thông thường, các chi tiết kiến trúc đối xứng và lặp lại luôn tạo ra các ấn tượng thị giác mạnh, ví dụ như trong Kara no Kyokai, Revolution Girl Utena hay Akira, các bóng sáng trong đoạn này cũng vậy. Tuy nhiên, cảnh quay hay nhất là lúc Yusuke đá chân và camera xoay quanh anh ta 180 độ. Kỹ thuật này mình chưa từng được thấy trong anime, chỉ một shot duy nhất nhưng nó đã đảo ngược được toàn bộ không gian, trao đổi vị trí nhân vật, nó thay đổi luôn cả điểm nhìn và đối tượng quay. Ban đầu, góc quay trên cao xuống mô tả hai đối tượng đang đánh nhau, tuy nhiên, sau khi xoay máy, góc quay lại nằm ngang ở phía sau lưng bác sĩ và đối tượng lúc này đã trở thành Yusuke. Nó biểu thị rằng Yusuke chuyển từ thế bị động sang chủ động. Từ đầu thì cậu chỉ toàn đỡ đòn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tấn công, cách xoay máy đã xoay chuyển cả tình thế trong cuộc chiến. Trong cảnh cuối cùng, Yusuke bị thương nhưng anime không vẽ khuôn mặt nhân vật mà đặc tả bằng vết máu. Nó buộc cho người xem phải tập trung vào vết thương, không bị sao nhãng bởi các yếu tố khác. Như vậy, chỉ một đoạn ngắn nhưng cách quay phim ấn tượng có thể tạo cho nó trở nên một cách đặc biệt và hấp dẫn hơn rất nhiều so với các trận đánh hùng hồn khác. Một cảnh di chuyển máy xuất sắc khác là trong The Girl Who Lived Through Time. Đạo diễn Mamoru Hosoda là người rất hạn chế động tác máy, nhưng một khi đã dùng thì toàn những khoảnh khắc đắt giá. Theo bạn thì máy quay ở đây đang chạy theo ai? Cô gái, sai rồi nhé, camera không hề chuyển động theo nhân vật Makoto, mà theo tốc độ chạy ban đầu của cô ta. Cảnh phim bắt đầu khi Makoto chạy bình thường và song song với máy quay. Từ đó, máy quay luôn giữ một tốc độ không đổi, nó thể hiện sự trung lập với nhân vật, không quan tâm đến những gì sẽ xuất hiện hay biến mất trong đoạn phim, mà chỉ cố giữ được tốc độ di chuyển ổn định. Sau một thời gian thì Makoto dần dần lùi ra khỏi màn hình, diễn tả cảm giác mệt mỏi và đuối sức. Nhưng rồi cô vươn lên, và đến hết cảnh quay thì đã chạy quá khuôn hình. Bình thường thì camera sẽ di chuyển theo nhân vật như thế này, nhưng cách quay ở đây ngược lại, buộc nhân vật phải di chuyển theo, nó bỏ rơi nhân vật và khiến cô ta phải cố sức để bắt kịp. Nó như đang thách thức Makoto, đưa cô vào một cuộc đua với chiếc máy quay, hay nói đúng hơn là cô ta đang đua với vận tốc ban đầu của mình, chạy đua với chính mình. Cách quay thông thường cũng làm cho cảm nhận của người xem về sự thay đổi tốc độ không rõ ràng. Chúng ta sẽ không biết rõ được nhân vật đang chạy nhanh hơn hay chậm lại nếu không dựa vào cảnh vật xung quanh. Còn ở đây, chiếc máy quay đã đặt ra một cột mốc vô hình,
Chúng ta thấy rõ Makoto đuối sức rất nhanh, nhưng tiến lên thì rất chậm và mệt nhọc. Cô gồng mình, cắn răng, nhăn mắt nhăn mũi, thể hiện sự nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua được cái mốc khó khăn đó. Để thể hiện được những chi tiết như vậy không phải cách quay phim nào cũng làm được. Đây là một cảnh phim đánh lừa thị giác trong Ghost in the Shell. Bạn nói xem máy quay đang di chuyển lại gần hay ra xa nhân vật. Thực tế ở đây, Makoto ngồi yên trên chiếc thuyền, chạy theo hướng chúng ta đang nhìn. Vì vậy, cảnh vật sẽ gần lại so với máy quay. Tuy nhiên, hình ảnh Makoto lại dần nhỏ lại, biểu thị rằng máy quay đang từ từ lùi ra so với nhân vật. Một cách quay vừa kéo vừa đẩy, tạo cảm giác rất lạ và bất thường. Điều thú vị hơn là cảnh quay này gồm hai nhân vật đang nói chuyện với nhau, nhưng máy quay lại hoàn toàn bỏ đi sự hiện diện của nhân vật thứ hai. Thông thường, có hai cách cơ bản để miêu tả một cuộc hội thoại. Thứ nhất, quay qua vai để thấy được một phần người đối thoại. Thứ hai, góc máy sẽ rộng hơn, không chiếu người còn lại, nhưng nhân vật sẽ nằm ở 1/3 khung hình, có một khoảng trống ở trước mặt để thể hiện được nhân vật đang hướng về ai. Tuy nhiên ở đây thì máy quay để Makoto ở lại một mình và đứng ở giữa chính trung tâm khung hình. Điều này sẽ rất ít thấy trong hội thoại. Góc quay này khiến cho chúng ta hiểu được nhân vật đang nói chuyện với người thứ hai cũng có thể đang độc thoại hay đang nói với chính chúng ta. Nó biến người xem trở thành một phần của bộ phim, một vai diễn vô hình. Trên thực tế, toàn bộ cảnh quay dài gần 1 phút, nhân vật gần như bất động. Cùng với đó là cách quay phim bất thường, tạo ra cảm giác đáng sợ. Nhân vật luôn ở giữa trung tâm và nhìn chăm chăm vào màn hình, khiến cho người xem cảm thấy như bị theo dõi, bị nhìn thấu. Đồng thời, nó cũng buộc chúng ta phải tập trung vào những gì cô ấy nói. Và nếu biết hết đoạn hội thoại này, bạn sẽ thấy cách mà quay phim đã rất thành công trong việc thể hiện sự nghiêm trọng, đáng sợ trong lời nói của nhân vật. それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それらすべてが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。Hơn thế, nó còn bộc lộ sự chăn trở, nỗi sợ của cô trước nguy cơ mình còn là người hay không. Cần vài thứ để tạo ra một con người và chúng ta thiếu quá nhiều để làm điều đó. Charlie Chaplin từng nói, cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Câu này thường được hiểu theo nghĩa bóng, nhưng với những người làm phim thì nghĩa đen của nó thực sự là một tôn chỉ nghệ thuật. Để miêu tả tâm trạng của một nhân vật và khiến cho người xem có thể đồng cảm được, thì hãy đặt máy quay gần với khuôn mặt của cô ta. Còn để diễn tả một cảnh hài, thì góc máy quay xa sẽ bao quát được nhiều diễn biến hơn. Mỗi cách quay phim đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Việc lựa chọn và phối hợp giữa chúng sao cho tạo nên một tổng thể hài hòa không hề dễ một chút nào. Nó đòi hỏi khiếu thẩm mỹ và cảm nhận tinh tế. Vì vậy, nó là một nghệ thuật. Một cảnh quay hay có sức chứa hơn hàng nghìn lời nói, không chỉ là chân lý trong văn học, báo chí, mà nó còn có ý nghĩa với bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào, kể cả quay phim. Đây là một cảnh quay trong The End of Evangelion. Mình gọi cách quay phim ở đây là cách quay phim vô dụng. Tại sao vậy? Vì đạo diễn đang quay những chi tiết vô dụng, cái bóng đèn, bịch nước, monitor chỉ là những sự vật ngẫu nhiên mà camera thu được trong phòng bệnh. Nó không đem lại thông tin hay ý nghĩa gì đặc biệt. Một cảnh phim thông thường sẽ có thời lượng tương đương với thông tin truyền tải. Ví dụ một chiếc cốc, rất ít thông tin, và một lễ hội, rất nhiều thông tin, thì chúng ta sẽ thấy cái thứ hai thú vị hơn và cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Vì vậy, người ta sẽ kéo dài cảnh lễ hội và rút ngắn cảnh chiếc cốc để tạo ra sự cân đối, đảm bảo cho lượng thông tin trung bình vừa đủ để hấp dẫn người xem. Tuy nhiên, ở đây lại đi ngược lại với nguyên tắc đó. Cái được quay không chỉ đơn điệu mà còn kéo dài và di chuyển máy rất chậm chạp, nhàm chán. Vậy tại sao lại quay như vậy? Có hai cách để giải thích. Thứ nhất, đạo diễn muốn người xem tập trung vào một chi tiết nào đó nên lưu lại hình ảnh lâu và ám ảnh. Nhưng ở đây không có chi tiết nào đáng nhớ như vậy cả. Thế nên lý do thứ hai sẽ hợp lý hơn. Đó là cố gắng làm cho người xem bị chán nản, bị phân tâm và tự nhiên phải để ý đến những chi tiết khác. Cách quay ở đây tạo ra không khí bệnh viện nặng nề, thời gian như ngừng trôi khiến cho khán giả cảm thấy khó chịu. Nhưng hơn thế, hình ảnh đang được hạn chế ở mức rất thấp để làm nền cho một yếu tố khác, đó chính là âm thanh. Trong cảnh quay này có hai âm thanh, đó chính là tiếng tít tít của máy điện tim và tiếng thở của nhân vật Shinji. Dù chúng ta không thể thấy chi tiết bất thường nào trên màn hình, nhưng chỉ với âm thanh, người ta cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh đã cho người xem thấy được những thứ mà mắt không thể nhìn thấy. Đây là một cách thành công để thực hiện các cảnh phim nhạy cảm. Tiếng thở đại diện cho dục vọng,
cho bản năng khao khát của con người, trong khi tiếng máy móc trong bệnh viện lại bao hàm ý nghĩa sinh tử, nỗi tuyệt vọng và cái chết. Chúng không chỉ đối lập với nhau mà còn rất thảm hại, trớ trêu khi được đặt trong cùng một không gian. Tình dục thường xuất hiện trong phim vì nó là cái thể hiện rõ nhất bản năng của con người. Nhưng ở đây, bản năng đó lại được bộc phát trong hoàn cảnh cần được che giấu nhất. Hành động của Shinji không bất thường nếu ở trong một hoàn cảnh khác. Nhưng ngay lúc này, khi ở bên người bạn đang phải đối mặt với cái chết trong phòng bệnh, thì việc cậu làm càng trở nên cực kỳ tệ hại và khốn nạn. Thật mỉa mai rằng con người không thể che giấu đi bản năng của mình. Cách quay phim đã làm giảm thiểu hết sức thông tin về phần nhìn để làm nổi bật phần nghe, làm cho cảnh phim đầy sự khinh bỉ, mỉa mai, nhưng một cách nào đó cũng rất đau đớn, đáng thương hại. Chúng ta đôi khi vẫn gặp những hình ảnh tầm thường như vậy, nhưng với một vị đạo diễn giỏi thì tất cả luôn nằm trong chú ý của họ. Cách quay này không bao giờ là vô dụng cả. Trên đây là những khái niệm cơ bản nhất về quay phim. Giờ hãy cùng áp dụng để phân tích một đoạn phim ngắn và đơn giản hơn. Nếu như The End of Evangelion dùng quay phim để nhấn mạnh âm thanh, thì Hibike Euphonium lại dùng nó để miêu tả âm thanh. Trước khi xem video này, hãy thử tắt tiếng và chỉ dựa vào cách quay phim thôi, bạn có thể đoán ra xem ai là người thổi kèn hay hơn không? Người bên trái là Kaori, người bên phải là Kumiko. Lưu ý rằng hai cảnh này không diễn ra đồng thời, video chúng mình ghép lại để tiện so sánh. Những giây đầu tiên thì cách quay giữa hai cảnh gần như giống nhau hoàn toàn, nhưng cách đặc tả vào chiếc kèn và khuôn miệng đã tiết lộ được những cử động khác nhau của nhân vật. Nếu như hành động của Kumiko liên tục, dứt khoát thì Kaori lại ngược lại. Cô bấm thử kèn, rung rung miệng, ngừng một lát trước khi thổi và nhấp nháy mắt. Tất cả đều thể hiện tâm trạng lo lắng, căng thẳng, thiếu tự tin. Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ bắt đầu khi tiếng kèn vang lên. Và đây là lúc quay phim chứng tỏ được lợi thế của mình. Cả hai cảnh thổi kèn đều bắt đầu bằng việc đặc tả miệng và đôi mắt của nhân vật. Tuy nhiên, với Kumiko thì camera dịch chuyển rất nhanh sang cận cảnh rộng, còn Kaori thì camera ra xa dần và dừng lại ở cận cảnh hẹp. Cuối cùng, Kumiko cắt luôn sang viễn cảnh toàn bộ khán phòng, bao quát một không gian rộng lớn và cao hơn. Trong khi đó, Kaori vẫn không thay đổi. Một lúc sau thì máy quay mới chuyển sang toàn cảnh sân khấu. Như vậy, tốc độ di chuyển máy chậm hơn và không gian trường nhìn hẹp hơn. Cách quay phim đã miêu tả tiếng kèn của Kumiko rất vang vọng, chạm đến những khoảng không rất xa với một cách truyền tải mãnh liệt khiến cho người nghe bị cuốn vào ngay lập tức. Còn với Kaoru thì máy quay luôn bị khựng lại, chặn lại ở một khoảng nào đó, thể hiện âm thanh bị giới hạn, không toát ra được hết nội lực. Chiến thắng đã ngã ngũ chỉ trong vài ba động tác máy, và phần còn lại, cách quay diễn tả biểu cảm của người nghe chỉ càng khẳng định chắc chắn thêm kết quả. Cùng với một bài nhạc, nhưng mọi người đã thể hiện cách nhìn nhận khác nhau thông qua nét mặt của họ. Một bên thì im lặng lắng nghe, một bên thì mở to mắt và nhìn sững sờ. Một bên thì máy quay lướt qua một vài nhân vật và đa phần dùng cách quay ngang. Bên còn lại thì hiển thị nhiều nhân vật hơn với nhiều cách di chuyển máy, đặc biệt là lia từ dưới lên, nhấn mạnh được trạng thái thoải mái và tích cực. Và kết thúc buổi diễn, trong phân cảnh của Kaoru xuất hiện góc máy quay nghiêng, thể hiện tâm lý bất ổn, còn Kumiko biểu diễn trôi chảy từ đầu đến cuối. Cô là người bắt đầu trước nhưng lại kết thúc sau. Như vậy, quay phim đã thể hiện được rất nhiều thứ mà không cần đến lời thoại hay chuyển động của nhân vật. Nó còn bộc lộ được phong cách của đạo diễn, hay thậm chí có thể dùng để phân biệt một anime tốt hay dở. Khác với live action thì quay phim trong anime là nằm trên một tờ giấy. Mọi góc quay, bố cục, dựng cảnh, cách di động máy đã được vẽ trong storyboard. Anime không có người quay phim, hay đúng hơn đạo diễn thường chính là người quay phim. Chiếc máy quay đại diện cho thế giới quan của người đạo diễn và thông qua đó thể hiện được chất lượng của toàn bộ phim. Ví dụ như Akiyuki Shinbo, nghiện zoom, đặc tả, dùng shot cực ngắn và đổi góc máy quay liên tục. Khi nhân vật nói điều gì quan trọng thì zoom vào miệng, khi thể hiện sự ngạc nhiên thì zoom vào mắt. Tuy nhiên, style độc lạ này khá kén người xem. Trong khi đó, Mamoru Oshii lại chuộng quay toàn cảnh, viễn cảnh và những cú máy dài. Có những đoạn trong Ghost in the Shell hay Part Label 2, ông chỉ quay toàn cảnh nền với một thời lượng rất dài. Điều đó làm cho nhiều người thấy phim của ông chậm và buồn ngủ. Một số đạo diễn khác lại thể hiện đặc trưng trong cách phối hợp giữa quay phim và những yếu tố khác. Khi nhắc đến sự kết hợp giữa quay phim và ánh sáng thì Ryutaro Nakamura là một bậc thầy, hay giữa quay phim và âm nhạc thì khó ai có thể qua được Shinichiro Watanabe. Rất nhiều cảnh trong anime của họ sử dụng những lối quay phim hết sức độc đáo, linh hoạt và giàu tính mỹ thuật. Quay phim thực sự là một yếu tố quan trọng trong một tác phẩm, nó còn có rất nhiều điểm thú vị khác chưa được đề cập đến. Mình không muốn múa rìu qua mắt thợ nên rất khuyến khích các bạn tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật này. Việc quay phim cũng giống như nhạc nền vậy, nó hiện diện xuyên suốt bộ phim đến mức người xem quá quen thuộc, không cảm nhận được gì, chỉ khi nó bất thường hay quá ấn tượng thì mới được để ý tới. Vì vậy, hy vọng qua những thông tin trên, mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan, dành nhiều sự quan tâm hơn cho một yếu tố thường bị lãng quên trong làm phim. Và video đến đây là kết thúc rồi, nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Weebu Time nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.